Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ ba vị thủ lĩnh ngày hôm nay. Đầu tiên là ai? Là một nữ diễn viên xinh đẹp. Wow, có sexy không? Xin giới thiệu nữ diễn viên Gia Gia Trương Nhi. Wow. Hôm nay Gia Trương Nhi mặc đồ có vẻ có hiệu ứng effect quá nè. Lá lắc mấy vòng coi chơi. À, nhìn nhìn tự nhiên tôi nhớ cái cây lau nhà nhà tôi á. Đó chị, không em biết hôm nay là một cuộc thi về âm nhạc cho nên em cố tình mặc bộ này để lên làm gì, đen với lại mấy bạn hát á. Là để nhảy một cuộc thi âm nhạc, hoa và âm nhạc, hoa và âm nhạc. Tiếp theo đó chính là một vị thủ lĩnh rất điển trai. Điển trai, tôi thật sự điển trai nha mọi người. Xin tiếp theo ai? Nam ca sĩ diễn viên Chí Thị. Wow. Chị, lâu quá không gặp. Dạ, dạ. Chị, sao chị, ai chị cũng ôm gì chị vậy? Không có, lâu ngày quá, đồng nghiệp gặp lại nhau, mình phải giao lưu, giao lưu. Vậy hả? Ừ. Tự trọng nha dạ. Được chưa? Còn còn thủ lĩnh cuối cùng là ai? Lý do mà ngày hôm nay Will giới thiệu vị thủ lĩnh này cuối cùng đó là bởi vì đẹp nhất. Đúng, đẹp nhất. Wow. Vậy là thủ lĩnh của chúng ta ngày hôm nay toàn là trai xinh gái đẹp. Và bật mí với Lâm Vy Dạ, vị thủ lĩnh này đã từng xuất hiện ở mùa 1. Và đã từng hạ gục Lâm Vy Dạ đo ván. Nhiều người. Wow, nhiều người quá hả chị? Phải nhiều không? Người, nhiều người hạ chị quá hả? Đúng rồi. Và ngay bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu vị thủ lĩnh cuối cùng trong ngày hôm nay. Đó chính là diễn viên Anh Đức. Trời ơi. Đứng lại đâu. Đứng nào ơi, ngồi lên. Ủa sao cứ đẩy qua hoài vậy? Qua thì anh đứng ở giữa. Dạ em đứng ở giữa. Ok. Dạ. Nhưng mà sao nãy thì cái muốn quánh cái chết ghê á. Sao? Chị đẹp trai lắm mà. Ủa? Đẹp trai mà. Đẹp trai mà chị. Mọi người thấy đi. Đúng. Vest lịch lãm à, tóc vuốt gọn gàng. Chỉ có những người đẹp trai lịch lãm đàn ông mới như vậy thôi. Dạ. Ngày hôm nay á, anh Đức. Hả? Em biết Lâm Vy Dạ hình như được cũng có linh cảm là anh tới đây nên là đã chuẩn bị một món quà dành cho anh. Anh có để ý trên cái áo khoác mà trên ngực trái của Lâm Vy Dạ để hình trái tim dành cho anh không? Trời ơi! Nè! Là tại vì Will nói nên sẵn tôi nói luôn, mọi người phải nhìn kỹ ở trong cái trái tim này có chữ gì? Đọc. Đọc, đọc anh Đức. Hết. Là dịch ra tiếng Việt là gì? Ghét. Đó. Nếu mà đã nói vậy rồi thì anh nghĩ là đây là một cái sự trùng hợp nha Will. Em nói cái sự là Dạ có đem quà tới cho anh, hiện nay anh cũng có một cái huy hiệu ở trên ngực trái anh, thể hiện hình con cú mèo. Mà cú mèo là tượng trưng cho cái gì? Sự xui xẻo, em luôn luôn đeo bám anh để tạo siêu xẻo cho anh. Yeah.